Đây, VTC 14 nhận được phản ánh của người dân tại xã Kim Trung, huyện Hoài Đức về tình trạng các kênh mương trên địa bàn thôn Đại Tự đều bị các hộ lấn chiếm, xây dựng trái phép. Điều này đã gây nên tình trạng ách tắc dòng chảy khi mùa mưa đến, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ghi nhận của phóng viên VTC 14. Hàng loạt công trình nhà xưởng, cơ sở sản xuất mọc lên trên đất nông nghiệp tại thôn Đại Tự, xã Kim Trung, không chỉ lấn chiếm đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở, nhà xưởng, làm kho chứa hàng, nhiều hộ còn ngang nhiên lấn chiếm luôn kênh mương T29. Người dân lo lắng nếu tình trạng này tiếp diễn thì thời gian tới mương T29 sẽ bị bê tông hóa, công trình thủy lợi bị xâm phạm, gây ra nhiều hệ lụy. Thực ra mình là người dân đây thì mình thấy rất là bức xúc. Con mương này thì bây giờ là người ta cũng lấn chiếm sử dụng đất, sử dụng trên mặt là kênh mương gần hết rồi. Cũng mong muốn là trả lại hiện trạng ban đầu cho chúng tôi. Đi sâu vào thôn Đại Tự, người dân phản ánh mương tiêu thoát nước chạy qua xóm đình, giờ chỉ còn là một rãnh nước nhỏ. Đây chính là hệ lụy của việc lấp kênh mương trong nhiều năm qua. Hiện tại có công trình của hộ ông Phan Như Tiến đang trong quá trình xây dựng nhà ở kiên cố, khiến người dân vô cùng bức xúc. Phần móng nhà được xây sát với rãnh thoát nước, không che chắn, gây bụi ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Trước kia thì cái mương ở đây nó rất là rộng. Ngày xưa thì mình còn câu cá kéo trũng. Mương này nó rộng đến 3-4 mét ấy. Hiện trạng bây giờ thì là bây giờ đã lấp hết rồi, lấp hoàn toàn rồi. Còn chỉ còn một cái ngòi nhỏ là để thoát nước. Muốn làm rõ các cái quy trình, chính quyền địa phương đã giao cho gia đình anh Tiến cái phần diện tích đất lấn chiếm. Khi được hỏi về tình trạng vi phạm xây dựng lấn chiếm kênh mương tại xóm đình như người dân phản ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Trung cho biết hộ này đang xây dựng đúng trên phần diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đại diện Ủy ban xã cũng thừa nhận từng có mương nước tại xóm đình, thôn Đại Tự qua quá trình đô thị hóa, lấn chiếm đất đã khiến mương nước này chỉ còn hiện trạng như bây giờ. Nó có cái dòng sông, nó từ những năm không gọi là thời tiền lý tiền lệ, thì con sông nó tắc đầu nguồn. Thực ra con nói là con sông thôi, nhưng nó là cái mương qua đấy vài mét, thì em bảo nhà ông nào gần đấy ông trả ra một tí. Cái khẳng định là cái có ở gần đấy là nó có ra, nhưng mà sau thời gian thì cấp sổ cấp giấy thì ổn định rồi. Em bảo ổn định rồi thì dân được lợi cả rồi. Đấy, chứ bản đồ từ những năm đấy thì nó vẽ xong thì thời điểm 2003 thì thôi, thì bây giờ con mưa xong là muốn nó bé thì các hộ dân thì cũng đã tồn tại từ những năm đấy thì chính quyền thì cũng tạo điều kiện thế, thì còn thế nào đấy. Điều này đã được thể hiện rõ trên bản đồ tỷ lệ 1/1000 năm 1986 của xã Kim Trung, mương nước với chiều rộng đoạn nhỏ nhất khoảng 2 m, đoạn rộng nhất khoảng 6-7 m. Đối chiếu với bản đồ năm 2003, mương nước đã trở thành một rãnh nhỏ. Khu vực hiện tại đang có công trình xây dựng giáp mương, trước kia là mương rộng từ 3-4 m, thế nhưng giờ chỉ còn là rãnh nhỏ 55 cm. Qua đó cho thấy, trải qua nhiều năm, việc xây dựng ồ ạt lấn chiếm kênh mương là có, điều đó đã khiến mương nước không còn như ban đầu. Chính Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã thừa nhận việc cấp sổ cho các hộ không xem xét nguồn gốc đất. Lúc 2003 lại cấp lại đo theo hiện trạng sử dụng đất, sau khi đo xong thì chúng đã đại trà mà, trà thì gửi gấp thôi. Bây giờ thì hồ sơ đây bắt đầu phải xác minh xem giấy tờ lại, nhưng em ở thời điểm đại trà thì nó cũng có những không tránh được cái đấy. Thế mà cơ bản là người dân cũng được lợi. Mới được lợi thì tốt quá đấy. Như tôi cho cái lỗi đầu tiên là của cán bộ cơ sở, các đồng chí ở sát địa phương, sát dân thì các đồng chí phải biết rằng ai làm đúng, ai làm sai. Ai làm đúng và như thế là ai làm sai phải ngăn chặn từ đầu, chứ không phải để cho chuyện là đã rồi. Như vậy có thể thấy, những thắc mắc của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Phải chăng do quá trình đo đạc, lập hồ sơ, Ủy ban nhân xã Kim Trung đã bỏ qua các quy trình, hợp thức hóa phần mương nước đã lấn chiếm và trình lên Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi tiếp nhận thông tin, VTC 14 đã có buổi làm việc với chính quyền Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, Hà Nội, làm rõ vấn đề có đúng hay không việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân lấn chiếm mương nước đi qua xóm đình và việc lấn chiếm kênh mương T29 để xây dựng nhà xưởng trái phép tại thôn Đại Tự, xã Kim Trung. Thế nhưng thật bất ngờ, ý kiến của Ủy ban nhân dân xã Kim Trung và Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức lại không có sự thống nhất. Trao đổi với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Trung, ông Phạm Ngọc Lê cho biết, thời điểm cấp đại trà không tránh khỏi những sai sót. Nếu thanh tra kết luận lại, sẽ thu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai. Bên cạnh đó, vị này còn khuyên phóng viên không nên động vào
vì sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thống. Thôi cũng không nên, anh nói cũng không nên động vào gần đấy, cấp giấy cũng không nên cái đấy. Bây giờ nói là làm sau này như thanh tra kết luận là sẽ phải thu hủy tất. Anh cũng chả ảnh hưởng gì cả, anh cho được luôn. Nhưng sẽ mệt cho các trước, chắc chắn rồi lại kiểm điểm lại ra. Nhưng anh nói là bây giờ ra nhất là phải đóng tiền sử dụng đất. Ai là người thiên cứu tài chính, 5-7 triệu một mét. Khi được hỏi về trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch xã Kim Trung cho rằng việc cấp giấy là của huyện, trách nhiệm thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức. Để thông tin được khách quan, VTC 14 đã làm việc với đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế huyện Hoài Đức. Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết, theo luật đất đai năm 2003, trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện từ cơ sở, hình thành hồ sơ theo đơn xin cấp của hộ dân gửi lên Ủy ban nhân dân xã. Xã sẽ tiếp nhận hồ sơ, xét cấp và lên danh sách. Sau đó, Ủy ban xã lập tờ trình và gửi Ủy ban huyện xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như thế có thể thấy, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã là không tránh khỏi. Do nhu cầu quản lý của xã, thì xã chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn làm. Làm xong theo quy trình thì trình cấp thẩm quyền để được xác nhận. Xác nhận trên cơ sở để quản lý cái việc mà để đưa vào thông tin địa chính để cấp giấy nhận quyền sử dụng đất cho dân. Địa chính về có như thế thì đến năm 2006-2007 mới cấp được nhiều giấy nhận như thế. Bên cạnh đó, ông Giang cho rằng đo đạc trên cơ sở bản đồ cũ năm 1986 để lại nên cơ sở hiện trạng không có sự thay đổi. Thế nhưng như đã nêu, giữa hai bản đồ này đã có sự khác biệt. Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức cũng cho biết huyện sẽ tiến hành thanh kiểm tra, ra soát, đối chiếu quy định luật đất đai qua các thời kỳ để khẳng định được các hộ sử dụng đất có đúng mục đích hay không. Tại sao mà cái quy định là những trường hợp vi phạm trước thời điểm đến sau thời điểm, ví dụ trường hợp vi phạm chuyển mục đích này và lấn chiếm trước thời điểm 15 tháng 10 năm 93 này, khi được công nhận quyền sử dụng đất thì như nào chẳng hạn này, phải nộp tiền như nào đấy, bao nhiêu phần trăm theo quy định này. Và vi phạm trước thời điểm từ 15 tháng 10 năm 93 đến trước thời điểm 1 tháng 7 năm 2004 thì nó như nào, nó có quy trình công thức hết. Khi người ta cấp giấy nhận, khi công nhận quyền sử dụng đất ấy, căn cứ vào mức, căn cứ vào cái nguồn gốc sử dụng đất để người ta tính nghĩa vụ tài chính của công dân. Ở đây thì tôi lại nghĩ trong cái chuyện cấp giấy chứng nhận thì tôi nghĩ là cán bộ cơ sở lại phải phân loại rất rõ. Trong cái mảng của nông thôn cũng như đấy, có những đất là người ta lấn chiếm, có những đất là do tổ tiên ở lại, có những đất người ta khai hoang, cho nên phân biệt rất rõ cái nào là lấn chiếm thì sẽ không cấp giấy. Cho nên tôi lại dở lại vấn đề trách nhiệm các ông chí quản lý ở địa phương. Như vậy có thể thấy, nếu việc lấn chiếm kênh mương được hợp thức hóa, bỏ qua nhiều quy trình xét cấp sổ là đúng, thì sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy gây thất thoát tài sản nhà nước. Liên quan đến mương T29 bị lấn chiếm làm nhà xưởng, Ủy ban nhân dân huyện đã lập hồ sơ, lên kế hoạch để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.